Hữu ngồi đây nói chuyện mấy con có hỏi gì cứ việc hỏi. Còn Hữu nói thì đã nói 5 năm nay rồi. Còn mấy cái chuyện mà cập nhật update thì mấy con thường gọi là tin tức từ thiên đình phải không? Nó hay hơn tin tức của CNN hay là Trần Nhật Phong hay Chí Quốc Huy đồ đúng không? Thì nước Việt Nam sắp sửa sẽ có chết đói và chiến tranh. Đó là cái kế tiếp thì đang xảy ra. Và sẽ có một cái lãnh đạo mới, hai bắt trọng. Đó là tin tức. Rồi sau đó chúng ta cứ ngồi chờ, giống như tổ là cũ niên diện bích. Cũng giống như hộ bây giờ phải nhập thất. Nhập thất để mà lại, tại mỗi ngày thu lại nhiều lắm. Thu lại 5-600 cả nghìn lại. Lại xin cho cái quả địa cầu. Tụi bay Putin ủn, hay là Biden, hay là đám Hamas, hay là Iran. Tụi mày có điên kiểu nào nữa, tụi mày cũng vẫn là con của ông trời. Tụi mày đừng có bấm cái hạt nha, cái hạt nó nổ một cái là mình hết sung luôn á. Lúc đó chúng ta ở bên này cũng bị ghẻ ngứa lây á. Hay nó nổ bên kia mình cũng bị ghẻ ngứa lây bên này á. Rồi chúng ta cũng sẽ khổ chung. Khi 8 tỷ nhân loại ở cùng một nơi, hưởng một cái không khí, một bầu trời, cùng một cái mạch nước trên thế giới này có 5-6 cái biển, tất cả xong rồi, nhưng mà thật sự nó chỉ có một thôi nha. Nước ở chỗ nào cũng dồn, nó đi thông nhau hết đúng không? Trong lòng đất cũng thông ra biển Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Bắc Băng Dương, Ấn Độ Dương đều là chung nhau hết. Cho nên nó có nóng giận thì chuyện của nó, nhưng mà tại sao những người vô tội phải chết lây? Cái đó sư phụ có thích. Dùng cái chữ không thích rất là đơn giản, nhưng mà nó không phải đơn giản để mà giải cái bài toán này. Trừ khi có một người có đủ đức hạnh và đại diện cho 8 tỷ người phải quỳ lên ngọp xuống liên tục để mà cảm động hội đồng chư Phật, để cảm động cha. Tại vì mấy vị là chúng ta khấn thì mấy vị mới làm, là vì nghiệp quả của nhân loại phải chịu. Hôm nay cái phụ đầu thai xuống cũng là một trong 8 tỷ nhân loại. Thì chỉ một người đúng, phải đúng người đó. Còn ngoài ra không đúng người đó, dầu cho có cả triệu những vị hòa thượng đắc chứng quả cao cũng không, cũng rất là khó. Giống như là quay điện thoại mà quay không trúng số, phải đúng 10 số. Vô ngày cái bàn của ông tổng thống mới bắt. Thì cho nên những ngày cuối năm, để qua năm con rồng á, là đến năm rồng rắn máu đào chỉnh ghê. Thì đó là lý do tại sao chúng ta sắp sửa có máu đào chỉnh ghê. Thù nói nhưng mà cái chương trình nhân nghệ mấy con ơi, get ready nha. Chứ đừng có ỷ lại cho phụ rồi hồi cái không có đủ thời gian. Thì có những người, người ta ngồi đây từ sáng đến chiều cũng mỏi lưng, đau lưng. Người ta cũng mong gặp sư phụ thì phụ cũng ngồi đây để trình thăm hỏi lại vậy đó. Rồi ai có thắc mắc hay có gì thì cứ việc phát biểu, mình trao đổi. Nãy giờ bắt đầu mới quần hồn trở lại người thế gian. Chứ là sáng vô chỗ nhức đầu quá. Đã nó yên tĩnh 6-7 ngày. Giờ bắt đầu nhiễm lại ồn ào màu sắc. Gọi là nhiễm trần lại. Thôi làm thử ngày thì con sẽ hiểu. Không có liên lạc với ai hết mà rồi ngồi thiền từ sáng tới chiều á, mấy con làm thử đi.
ngồi đến nỗi mà cái lưng nó ê, cái tự nhiên nó tê quá, cái hãy quên tê luôn. Chân cũng vậy, ngồi thiền lâu á nó tê chân, cái ngồi cũng quên tê, thì lúc đó mới là đúng. Tại khi vô định á, nó không biết đau, không biết gì hết. Anyone have any question, please ask. Mấy con có wonder, thắc mắc cái gì, cái việc nói chuyện, cái việc hỏi, tự do. Lấy cái microphone này đến nè. Rồi, ban nhân nghệ ăn cơm đấy, ăn sao? Hello. Cái này quốc nè. Sao mấy con không hỏi câu nghe cái đài của sư phụ xong, con nghe qua mấy cái đài trên truyền thông thấy sao một trời dịch lạ quá, đúng không? Bây giờ con nghĩ mấy con ếch ở dưới đây giếng, nó đâu có ra khỏi miệng giếng đâu. Chúng ta không phải là ếch, chúng ta là chư thiên. Còn mấy truyền thông nó là trong mắt phụ nó chẳng là con ếch thôi, bữa nào nhảy tới đâu rồi biết tới đó. Giờ con nghe thử là thầy mấy cái tin tức Việt Nam OFI này nọ, nó cứ nói tới nó lôi hù qua hù lại, máy bay xâm phạm đường hàng không hàng hải whatever, nó cũng xào tới xào lui. Lâu lâu có một sự việc lớn xảy ra, giống như Do Thái tấn công Hamas thì thù cũng đã nói trước, chiến tranh xảy ra từ Trung Đông thì những cái điểm chính thì thù đã nói trước hết rồi. Còn cái chuyện mà đi khúc giữa, những cái chi tiết, những cái detail, chuyện lặt vặt qua lại đó, con coi riết cái đài đó con cũng bị điên á. Nghe cái đài tư vụ tóm tắt là cho chắc ăn nhất, đến như nào nó như vậy rồi là như vậy. Đó là cái cuồng phim mà trên trời đó, là của cái ngày hôm nay á, là đã làm xong, sống lâu lắm rồi, cái nghìn năm thì mình phải cho thời gian để nó chiếu ra, chứ mình muốn sớm cũng không được. Nhưng mà có nhiều người khổ quá, người ta không có chấp nhận cái sự lâu, nhất là tuổi trẻ bên Việt Nam, tụi nó nóng tánh như là Trương Phi vậy. Nó đào tạo bởi bởi Đàm Vĩnh Hưng hay là Showbiz rồi phải không? Cái gì cũng hăng máu lắm, ào 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 vậy đó. Cho nên tụi nó chờ không có nổi. Nó nói sao ông nói chuyện gì đâu mà lâu quá. Từ ngày nếu mà nói cơ trời á, mà 5 năm mà Hồ lên mạng nói tới 280 cái clip. Mỗi clip tệ nhất cũng trên tiếng rưỡi. Mà biết bao nhiêu information, biết bao nhiêu tin tức quan trọng ở trên đó, gom lại có thể là bằng một cái thư viện đó. Mà có cái nào sai đâu. Hôm nay ngày xưa nghe rồi, bữa nay không nghe cái quên. Đó là nhân sanh là vậy, mau quên là như vậy. Ở đây cũng vậy, có những cái chùa ở đây mấy ông thầy cứ gạt tới gạt lui. Ô làm tượng Phật ở chùa thầy đi, đóng 2000 để tên mẹ con, mẹ con sẽ vãng sanh. Ở đây có mấy cái chùa ở trên núi gần đây nè, rồi cái bị gạt rồi cái không làm cái bị mất tiền cái chừng 3 năm sau cái ổng đi xuống ổng vận động ra quỷ cũng cúng dường nhỏng nữa, cũng quên là chùa đó. Ổng cứ xào tới xào lui là bởi vì cái trí tuệ chúng ta không có nhớ dai, và chúng ta cứ bận rộn chạy theo cái này cái kia rồi quên đi. Cho nên những người xấu họ biết được cái nhược điểm của Thích Ca Gù Cà Gặp là ở chỗ đó. Họ thiên không có cái gù rồi gặp, vì họ thiên đứa nào cũng phải cầm cuốn kinh của cha mẹ để lại cho chúng ta mỗi ngày đọc, trong đó có Lăng Nghiêm. Những vị thầy thời nay á, con không tin vô chùa đi, mấy thầy phạm rất là nhiều giới, cho nên mấy thầy không có dám đọc Lăng Nghiêm. Cho nên đứa nào mà đọc Lăng Nghiêm á là còn hơn những bậc thầy mặc áo vàng trong chùa thời nay. Sư phụ nói thiệt á, mấy ông kính quay đi, sư phụ từng sống trong chùa thù biết, nó không có dám đọc đâu.
Tại vì Lăng Nghiêm có mấy ông thần Lăng Nghiêm mầu nhiệm đó, mấy ông đã làm sai mấy ông rồi dám đọc. Còn Lăng Nghiêm chúng ta đọc mỗi ngày là lý do. Một ngày á, mình đâu có biết mình đi gốc cây này hay là một cái công viên nọ, hay là mình đi thăm nhà người bạn, mình biết đâu nhà người bạn đó có vong linh ở trong nhà đó, họ cũng bám vô cái bóp mình, hay là bám vô tóc mình, bám vô cái túi áo của mình, về nhà của mình làm cho mình cũng sặc sừ. Sặc sừ có nghĩa là giống như bệnh rồi yếu yếu, lừ đừ giải đãi, rồi buồn buồn chán chán nản nản làm gì không ra chuyện gì hết. Nó là chúng nó gọi là trược, là một cái làn khói đen đó. Thì chỉ có Lăng Nghiêm nó sẽ clear mấy cái đó. Lăng Nghiêm là một bác sĩ siêu hình, một bác sĩ mà emergency nhà thương á, mà mình bỏ mình vô cấp cứu á, thì mấy ổng thấy con chảy máu chỗ nào thì mấy ổng băng bó ngay đó, mai là chỗ đó. Còn Lăng Nghiêm là nó tới 300-400 bác sĩ, mà bác sĩ này là bác sĩ siêu nhiên không à. Cho nên bệnh gì trong người cũng sẽ hết. Người nào đứa nào đọc Lăng Nghiêm ra đường không ai gạt được đứa đó, không ai nói láo được với người trì Lăng Nghiêm. Hồi sáng tại sao sư phụ đọc Lăng Nghiêm là gì? Vong linh ở ngoài đó nhiều. Trước khi tới đây anh bắt với ông hộ pháp là ông cầm kiếm á, hộ pháp coi chỗ này nè, mấy ông đã siêu lại cái khu vực này từ của mấy cái hình của cái cây này lại, để cho mấy vong linh á không có bước vô đây interfere, tức là mình đi đụng họ hoặc họ đụng mình. Ngoài vong linh mình còn có những tiên trời xuống đi vòng vòng bên đây thì ok, chung vui rồi để coi mấy đứa này trình diễn văn nghệ cũng có. Đó là lý do tại sao mà nãy thủ nói cái vụ dân hương dân hoa đó là có nữa. Cho nên mình hiện bây giờ mình có ba thế giới đang song song chung vui chúng ta. Đó là một thế giới, đó là bạn bè anh em của mình những bạn đạo của sư phụ lên cái bàn thờ cẩm, còn thấy hình cẩm đầy không? Nhìn bạn sư phụ không đó. Hồi xưa từng đọc kinh lên chùa này sư phụ, bây giờ nhìn nó ủa sao vô lên đây hết trơn. Lâu lâu sư phụ vô chùa này sư phụ lập 2007 trời ủa sao bác quá mùa của bích sao bác lên đây ngồi. Lâu lâu sư phụ ra điểm danh đó không, trời lên đó hết. Cho nên bạn đạo không có ông phó chủ trì nữa, thầy Linh Nhẫn đây nè, xưa ông cai quản chùa này. Cho nên mấy đứa mà vô đây ở Tiên Long Thổ mà ông chỗ ngủ ngủ đây nói là ổng giỡn. Trời bảy là bạn với mấy người đó hết. Bảy đâu bữa nay không thấy bảy đâu. Sáng giờ thấy bảy không? Rồi hồi xưa mà thường thấy siêu là chủ trì chùa này. Nhưng mà thường siêu giờ cũng đi rồi. Cho nên họ thiên chúng ta cũng vậy. Mai ấy là họ thiên mấy con còn trẻ, cho nên chưa có... Với lại núi Thiên Long Sơn á là không có giống như thờ phải không? Nhưng mà sau này tôi sẽ hỏi mấy vị mình có thể xây một cái nhà chỉ riêng cho họ thiên quá không, thì đưa hài cốt về núi Thiên Long Sơn có được không, thì hồi chưa có hỏi cái đó. Nhưng mà maybe not, tại vì đã là họ thiên chỉ có một đường đi thôi. Cốt hay là hình ảnh nó không có giống như thích đủ thứ. Thích đủ thứ tu đâu được về về với Phật A Di Đà, mà còn trong lúc mà còn ở tại thế gian á thì cứ xỉa cha xói mẹ, ô thiên thấp hơn Phật nại khái, là cứ xỉa xói như vậy thì làm sao mà ông Tứ Đại Thiên Vương ổng cho vào cổng trời được không? Con hiểu không? Khi mình đã phạm rồi là khó lắm, mấy vị là tính kỹ lắm. Khi mình xuất ngôn cuồng ngôn rồi là mình đã mất duyên với cha rồi. Nhưng mà thật sự cha là lớn hơn là tất cả các cõi. Chúng ta là cao nhất,
đâu phải tầng số 5, số 7 là hết đâu. Mình về trên đó, giống như nãy Hồ có giải thích, mấy vị Bồ Tát cũng dạy mình trên đó, rồi từ đó mình tu mình đi lên. Còn cái này muốn đi thẳng, bay direct về cõi A Di Đà, mà bay không tới thì đi lọt ở đâu? Lọt xuống địa ngục hay là làm thú? Chứ nhất định không có muốn làm tiên. Đó là cái nồi sọ của cái thời mạt pháp. Con cháu ma quỷ mặc áo vàng, họ đã làm sai, cho nên Phật tử hiểu một cách rất là sai lầm. Ở trên đó chỉ có một thôi, cha là lớn nhất. Phật A Di Đà cũng giống như một người tỷ phú đi, giống như Elon Musk hay là Bill Gates hay là Jeff Bezos. Ok, tôi có cái hòn đảo này, ai vô trong đó tôi nuôi hết, tôi giàu, tôi có tiền, thì là một cái thế giới của Ngài thôi. Nhưng mà Ngài cũng vẫn bị cai quản bởi một cái tổng thống, đúng không? Một cái hòn đảo nào, một cái quốc gia nào cũng phải có cái system của nó, cũng có một cái tổng thống của họ. Cha là tổng thống trên của tất cả các tổng thống. Đó là lý do như vậy. Các con cũng có thể làm một cõi riêng cũng được. Giống như Yến bây giờ đọc kinh giỏi, Yến có phát nguyện lớn với hết tất cả những nhân loại thời nay: ồ, ai mà trì lăng nghiêm đọc kinh Thiên Tâm sẽ về cõi Thiên Phật Yến. Thì con về chảnh, con đặt một cái cõi của con tên là Thiên Phật Yến. Thì dưới này tất cả 1000 năm sau người ta tin, người ta biết con là Phật rồi. Nam Mô Thiên Phật Yến, Nam Mô Thiên Phật Yến, cũng giống như thời nay người ta là Nam Mô A Di Đà vậy đó. Con hiểu, cũng là một cái danh từ. Chứ phụ cũng có một cái cõi chảnh, nhưng mà nó nhiều trên này người ta không bao giờ ta tưởng tượng được. Tất cả các con đều là tiên chúng. Một là tiên chúng của sư phụ, hai là những tiền kiếp sư phụ đầu thai xuống đây làm việc cho cha đó. Mình cũng là anh em hay là trong hoàng cung với nhau, là đại khái gì đó. Giống như Bác Thọ cũng là tướng sư phụ, không? Hôm nay ổng cũng còn hung hăng vậy đó. Giống như ông Chính rồi đó. Thì mình có duyên lớn lắm, mình mới ngồi chung với nhau ở đây, gặp nhau tại Thiên Long Sơn. Bất cứ ai cũng đều làm một cái cõi riêng của mình hết, nếu mà mình có đầy đủ phước báo, đức độ, mình phát ra. Thì cũng như một nhà tỷ phú, nó giàu, nó có tiền, nó có thể nuôi. Ví dụ, ok, tôi cho 10 triệu dân vô cho cái khu vực của tôi, ở miễn phí tôi nuôi hết, lo bảo hiểm, lo công ăn việc làm, lo gì hết. Thì ngày Phật A Di Đà cũng giống tương tự như vậy. Thôi chỉ giải thích thôi nha. Nhưng mà ở kia thì nó cao siêu hơn. Nhưng mà về trên đó, để mà muốn xóa lại hết tất cả những cái xấu xa lại vô thức của mình đó, mà bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp mình tạo nghiệp, thì cái level mà thấp nhất đó là hạ phẩm hạ sanh. Ở cõi A Di Đà nó có 9 tầng lớp. Nhất phẩm, nhất sanh là mấy hòa thượng rồi. Nó có tiền chứ không phải không có. Khi mà con thấy cái đầu con nó mã mắm á, là về cõi A Di Đà. Khi mà thấy cái tim mã mắm á, là mình biết mình làm người vậy đó. Thấy cái bụng mà ấm á, là mình là ngạ quỷ vậy đó. Thấy cái bàn chân mà ấm á, làm súc sanh này đó, địa ngục rồi đó. Nó có thiệt á. Thì trên đó, ở muốn cho xót ai lại giới thức, mình phải làm lại một cái hạt gì, phải không? Giống như hạt đậu phộng hay là hạt dưa giá vậy đó. Thì thôi giờ mình làm hạt sen. Tại cái hạt mà nó là cái cây, nó không có còn trí não nữa. Thì thôi vô cái hạt sen, làm hạt sen. Ở trên nó 1 tỷ năm đi. Sáng cái mở ra cái vô đó mấy vị Bồ Tát dạy, rồi tấu vô làm lại cái hạt sen đó. Tức là mọc từ bông sen á. Muốn như vậy thì cũng phải biết niệm Phật. Nhưng mà cái đó trầu nó dài lắm. Nó cũng giống như, nó giống như giống như một cái đường 1 tỷ năm, thay vì 100 năm đầu thai làm người, nửa sướng nửa khổ như hiện giờ, mà một so 1 tỷ năm trên trời, so 100 năm của mình dưới này là cơn gió thoảng. Bữa giờ sư phụ xuống trần là nửa cơn gió thoảng nha.
thầy muốn nửa cơn gió thoảng hay là 1 tỷ năm ở trên trời. 1 tỷ năm trên trời là bằng cả 10 tỷ năm của trái đất này luôn á, 100.000.000 tỷ năm trái đất. Thầy cũng cái bằng cấp nó cũng ra giống nhau, giống như cái bằng bachelor degree vậy đó. Thầy muốn nửa cơn gió thoảng hay là muốn 1 tỷ năm, chọn đi. Mà bị nhốt có cho hành cái hạt sen hàng tỷ năm, giống như ở nội chú vậy, đúng rồi, giống như nội chú vậy đó. In out, sáng cái bông sen nở ra cái mình đi ra, mấy Bồ Tát dạy mình tối vô đó. Nhưng mà được cái instrument là gì? Ok, ở nội chú không có được hút sách nha, không có nhảy đầm nha, không có karaoke nha, tức là ở trên trời cũng như mình không có được tập thói hư tối xấu này nọ. Rồi cứ học thành Phật vậy đó, là gọi là hạ phẩm hạ sanh, nó có thật. Nếu mà chọn con đường đó thì cũng tốt á, là tình biết là mình yếu bóng vía thì mình làm hạt sen. Còn nếu mình có bản lãnh thì hiện giờ nè, bây giờ phải đứng lên cầm cuốn kinh Thiên Tâm tự đốt đốt đi. Mình đã xuống đây hết một phần gió thoảng rồi, còn chút xíu gió thoảng nữa là mình đi về. Cái này là lẻ nhất luôn, cái này là đôi hia 7 dặm hiện giờ luôn á. Mà thiên chúng ta khác hơn là thích cà gù cà gập. Cà gù gập đâu có dạy phải về lo cho chồng con, lo cho vợ, lo hạnh phúc. Vui thế gian cũng giống như vui cõi trời. Xuất thế gian, pháp thế gian không rời, xuất thế gian giống nhau. Bên cà gù gập không có, đâu có đường mặt, đâu dài hay là tung tăng cái hết. Vô chùa là phải theo quy tắc phải không? Gặp ai cũng xá xá gù gù đó, Phật tử bảo là Phật. Nhưng mà ra rồi là vẫn la hét sân si sùm. Chúng ta có không vậy? Chúng ta có sao là thật vậy. Sửa là sửa trước đại chúng. Sư phụ có lỗi, sư phụ xin lỗi tất cả mấy đứa trước mặt. Tôi làm sai, sư phụ mong tất cả mọi đứa cứ nói thẳng. Không sai được phân nửa, cũng là người mà. Chúng ta làm sai mỗi ngày á, không ai mà không có lỗi mỗi ngày á. Ngày hôm qua sư phụ bữa mà đang nhập thất mà nhận được cái thơ của thầy Trang, nó gửi là khao đi cấm mình không có cho làm hội chợ Tết á. Lúc đó đang ngồi thiền á, rồi lâu lâu 3-4 tiếng thì cũng dò lại cái điện thoại coi có chuyện gì quan trọng không á. Dò lại thấy cái đó, tự nhiên ngồi 3-4 tiếng nghe, mất công phu 3-4 tiếng bị sốc lên. Ông nói cái thằng Marina, nó thằng đó nó tên là Tyson Green, cái thằng mà hãm hại núi Thiên Long Sơn mình 10 mấy năm nay á, trụ nó ghét cá nhân như phụ cực kỳ lắm, cũng giống như bác Trọng ghét bác Dũng vậy đó. Cũng như bác Hồ ghét bác Thiệu vậy đó. Thì thằng đó đâu ghét cái bộ y vậy á. Cái chỗ đó, mày như thằng Thái Sơn Rin, mày chết mày đừng có bao giờ gặp tao nha. Ồ, tự nhiên mình nói câu đó là cũng là còn sân si đó còn. Cái họ cái từ từ cái bình tĩnh lại. Ôi chết cha, mình đang nhập thất, mình đang tu, mình sao mình còn giận người thế gian. Nhưng mà mình đâu có nói gì sai đâu, mình chỉ nói riêng cái thằng này, mày chết mày đừng có gặp tao thôi mà. Đừng có gặp nghĩa là gì? Sư phụ về trời, tức là mày đừng mãi mãi đừng có về trời á, mày xuống địa ngục đi, hiểu không? Thế là sao đó, sư phụ cũng phải xin cho nó. Đó là cũng là một cái lỗi, nhưng mà mình biết mình có lỗi liền, mình thay đổi liền thì cũng ok. Cũng giống như 4 người mà đệ tử của Phật Thích Ca vậy đó, bị say rượu đó. Con không có say đâu Thế Tôn. Ồ, có thằng kia còn giả bộ nó, tại con say chỗ nào con cũng cố gắng bình tĩnh được. Nhưng mà có một thằng á, con xin lỗi Phật, con lỡ phạm giới, con uống rượu bữa nay. Phật vỗ đầu khen. Cái đệ tử này trong 4 người này sẽ thành Phật trước hơn cái thằng kia. Thằng kia phải lấy khăn đó mà lao nguyên cái núi Cẩm Thạch đó, mà khi mà núi Cẩm Thạch nó bằng á, thằng đó mới thành Phật. Tại vì nó cái ngã đó không? Có ai chấp nhận mình là vô minh đâu. Giờ con hỏi 1.000 thằng chiến cận đi, có
có thằng nào á mà nó không chửi sư phụ là ảo đâu. Con có hiểu không? Có một Phật tử nào mà không nói sư phụ là mê tín đâu. Mà họ không bao giờ họ nhìn lại họ là người bất tín. Bất tín tức là bất là không, tín là lòng tin. Họ không có lòng tin với thượng đế thì là họ sai. Còn mình mê là thương, là thích, là cái đó là thiệt, là mê. Tính là lòng tin. Mình mê cha, mê mẹ, mình mê thiên đàng, mình mê cõi trời thì nó chửi mình là mê tín là đúng. Nhưng mà ngược lại nó là bất tín. Nên nhớ, chúng sanh nó là như vậy. Khi mà cái ngã họ lên á, là trong cái tâm của họ là 1 triệu lực sư đứng ra nó cãi đủ, cãi lý, cãi này, cãi đủ kiểu, kiểu nào cãi cũng trúng. Tự mình làm lực sư cho mình mà sao không trúng? Không có tự do. Mà càng học khôn chừng nào, đọc nhiều sách chừng nào á, là càng lý luận chừng đó. Cho đến khi có một ngày đẹp trời hay là tối trời không biết nghe, vô bác sĩ về bắt đầu bỏ ăn cơm tối, vợ hỏi cái gì cũng không thèm trả lời, buồn rầu chắp tay sao đích đi tới đi lui, đúng không? Bà ơi, tôi bị ung thư rồi. Lúc đó là cái đầu nó ngã xuống chút rồi, phải không? Thì thí dụ như họ thiên chúng ta mà có thằng chồng mà nó lúc đó là bắt đầu đưa liều thuốc nhiễm màu vô liền, thiên tánh đây, thì bà mai á, mấy con còn không bị chửi. Chứ còn mấy con đưa trước khi mà thằng chồng mà đi bác sĩ bữa đó vẫn bị chửi. Bởi vì Phật nó có nói chúng sanh khi nào bệnh với sắp chết á, là mới đi kiếm Phật không. Phật nói cũng được, ta là bác y dương mà, bệnh gì ta trị cũng hết, chỉ có cái bệnh lì lợm cứng đầu ta trị không được thôi. Sư phụ cũng vậy, những đứa đệ tử mà còn cái ngã cao sư phụ không có dạy được. Sư phụ biết đứa nào còn ngã cao, đứa nào không ngã cao. Đứa nào không cầm cuốn kinh á thì cũng ok, nhưng mà phải là ngồi thiền hoặc là tu tại nhà thì cũng được. Đâu phải là bắt buộc những đứa phải lên núi đọc kinh là sư phụ mới hiểu đâu. Phụ nhìn cái hào quang mấy con sư phụ biết mà. Cái tâm thành với cha mẹ, có lòng tin với cha mẹ không mới là quan trọng. Còn những người Phật tử mà ở xa, ở mấy người lạ, rồi đổ đường cả ngày trời, bỏ 2-3 chuyến bay bay qua, đóng cửa tiệm neo mỗi ngày mất 5.000 qua đây. Anh Kiệt, tôi ở xa, tôi qua đây tôi thăm anh, chạy tới mà chụp với bóc sư phụ, cái sư phụ né rồi bắt đầu giận lên. Thì con nghĩ chúng sanh này sư phụ có độ cũng khó độ lắm, tại vì sư phụ né bắt đầu giận, phải không? Cứ nghĩ là qua đây sư phụ phải niềm nở, phải tiếp đón, chuyện đó không có. Thiên tử xuống trần đưa cuốn kinh chỉ về trời, chứ không phải thiên tử xuống đây đi tiếp mấy chục triệu người. Con nghĩ mấy chục triệu người, người nào cũng làm như vậy, sư phụ không có giờ để thở con. Làm sao mà dìu dắt, làm sao mà có một cái buổi lễ mà nó ngăn nắp được. Cho nên sáng phụ vào trước, để cho cái cổ sư phụ đừng có bị mỏi bữa nay. Để sư phụ lại cha lại mẹ đi, đừng có đứa nào chào, tại chào thì cũng phải chào lại đúng không. Cũng may á, con đứa nghe được, nhưng con đứa, những đứa nó còn nghe được, nó cũng còn lì, cũng vẫn còn chào. Đừng có chào sư phụ, nhìn cười là biết rồi. Tại cái cổ mà chào sư phụ phải làm gì lại, còn vô không làm. Nó cứ trường trường cái mặt đó hoài. Làm sao sư phụ phải tập trung, phải lo chuyện này chuyện kia chứ không. Tại vì mỗi một người mà distract chút chút á, thì sư phụ thấy âm thanh nó hú này nọ tùm lum, thấy không? Tại vì đệ tử nam này nó cũng giỏi á, nhưng mà nó chưa có rành cái máy đó. Thấy cái máy này sư phụ rành, cho nên hồi nãy có sư phụ ngồi đây nó bớt cái hú, bớt cái này kia, phải không? Lúc mà nãy thấy ca các bạn đi rượu mừng á, tự nhiên có âm thanh tùm lum lại trong đó.
thủ tái chỉnh lại cũng được nửa bản, cũng còn video có thông. Đại khái chúng ta là người nhà, bất chào hỏi, thật tâm là quan trọng. Sư phụ nhìn là nhìn cái tâm của mỗi đứa, chứ không có nhìn cái hình thức, hiểu chưa? Giống như ngày xưa chùa này cũng vậy, mỗi lần mà khóa hội đó, ngay chỗ này là một đống mấy hòa thượng ghế ghế ngồi, không có hòa thượng ngồi ở giữa. Ở chỗ đó hồi xưa trống lắm, rồi cái trên này thì phủ vải trắng đẹp đó, không có nhìn thấy mấy cái sườn gỗ này, rồi mấy cái cây sàn ngang nè quấn theo cái ba màu của Phật giáo á, rất là đẹp. Rồi ở giữa này phủ một cái miếng vải vàng, từ đây tuốt làm sao chỗ con nhìn thì giống như là thiên đàng vậy á. Ý là giống như là cõi A Di Đà chứ không phải tiên mà. Rồi Phật tử thì ngồi mấy ghế đen đen bệnh á, nhiều lắm, mình có nhiều, ngồi dài tới phía sau, lo để đầy hết. Cho nên nói làm sao mình có dãy restroom rất là lớn. Cái này là nếu mà tính là chùa ở vùng này, đây là lớn nhất, có thể chứa được 4-5 nghìn người cùng khóa hội, khóa tu. Hồi xưa đã từng làm rồi, cả mấy cả nghìn thầy ở đây, rồi mỗi một ông mỗi một gì á là có 3-4 thị giả đi theo, hoặc là 2 cô thị giả, đa số là cô nhiều hơn nam, đúng không? Tại cô hiểu ý mấy thầy hơn, nấu ăn rồi gia vị ngọt chua đồ, không rồi ngứa chỗ nào rồi gãi giùm rồi. Cái đàn ông ấu giả lắm, khó dạy, nên thường mấy thầy qua thị giả nữ theo đồng thì trong phòng đó, rồi ngủ ghế bố, rồi sleep in bed, chỉ có thế thôi. Là chỗ này sinh hoạt 4-5 nghìn người. Rồi cái có một lần năm nào ta, 2014-15 gì tôi quên. Cái ông thầy á, hào quang thì đen thui như mỏm cho mực, lên ngồi ngay đây nè, ghế cao lắm, phải như ghế kiểu này với bộ đó. Rồi chỗ này là cái tượng Phật Thích Ca ngồi cổ bồ đề bự lắm. Ổng giảng pháp thì cái ông thầy giả đó, ổng mặc áo tràng thường thôi, bưng nước này kia cho sư phụ mình uống rồi mới. Mà ngược lại á, cái ông thầy giả cái hào quang ổng sáng rực rồi. Cái ông đệ tử sáng, còn cái ông sư phụ mà đang giảng pháp á, tối đen như chó mực. Anh bắt đi, tôi cười quá, ủa sao kỳ ta, sao màu đen mà lại đi sai màu trắng. Tại vì con người có đức độ nó có hào quang, con người không có đức độ nó đen thôi à. Cũng giống như mấy ông cũng vậy, đứa nào không biết tu, không biết tu thì biết liền à. Đứa nào mà đọc kinh là mặt mày sáng sủa, nó hiện lên mặt luôn, nó đứng nói chi mà cần có cái nhãn thần. Sau này sư phụ mới ngồi thiền hỏi Xích Long, ông nói làm sao? Trộm đó là Bồ Tát á. Rồi tự nhiên ông nói, ông cũng biết sư phụ là ai, ông có mình ông khoái sư phụ à. Ngồi nói chuyện sư phụ, tại vì tên trong chùa sư phụ là Thiện Trí. Thiện Trí giỏi quá ha. Thiện Trí có tiền mà không xài ha, Thiện Trí mở nơi cho tu tập ha, phước báo vô lượng rồi, không kêu nói chuyện gì đó. Cái nó qua lại, cái giờ sư phụ còn giữ số kho nổng, ổng đâu ở bên là lên tà đâu quên. Chắc sau này kiếm ổng về. Cho nên trong Phật giáo cũng có Bồ Tát hạ phàm, ổng là Bồ Tát. Nhưng song song cũng có dạ so, dạ Atula. Thú á, Atula là cái đầu là con thú á, lúc lần chuột, hoang rắn. Nhưng mình là mình người, hoặc là con sư tử. Về cái xuống cái cạo tóc, mão vàng, dạ so Atula vậy. Mà họ thì dễ ợt, kinh điển Phật là họ thuộc rào rào. Họ còn nói chuyển ngân vô tài khoản, không cần phải tới chùa, không cần đốt nhang, mà trong khi kinh Phật á, dân hương đúng không? Thời nay cõi của họ tu tóm tắt hơn mình nhiều lắm. Chuyển ngân được rồi. Có hôm nay vậy, con thấy lạ không?
nó là đi ngược lại hết. Còn hồi xưa Phật Thích Ca là vua giàu có thái tử mà, là cần phải cách thực cảm mình bán đi tới đâu để thử lòng chúng sanh có cho cơm không, để mà một người nào mà cho Phật củ khoai là người đó cũng có phước, để mà làm cho mọi người có cái lòng từ bi. Còn thời nay các con, ngày mai chúng ta đi làm từ thiện ở dùng Pleiku này nghe, dùng núi này nghe, các con chuẩn bị 5.000 phần ôm cần khoảng 300.000 các con, để mà lo mấy nghìn phần thì nghe rất là make sense đúng không, đi cứu trợ mà cứu người nghèo. Nhưng mà phần gì giờ không có đưa 300.000, lấy 30 cũng làm 300 phần được, thì lấy 300 gói mì gói cũng là 300 phần, 300 bằng chải răng răng cũng là 300 phần. Cho nên phải, thì bây giờ ý dụ nó chỗ này, thời nay làm từ thiện là đi cho, thầy làm gì có tiền. Hồi xưa Phật bỏ hết tiền để mà đi tạo phước cho chúng sanh, thời nay mấy thầy cứ đi cứu không à, làm cho chúng sanh, đi ngược lại. Những cái gì Phật dạy là đi ngược lại hết. Lắm như thầy giàu lắm nha, đã mặc áo vàng thì đâu có tiền đâu, nhưng mà tối ngày cứ đi nói đi làm từ thiện không à, không có chùa nào mà không đi làm từ thiện đó. Con có thấy không? Còn chính phủ mình cũng vậy, đúng ra lo cho dân mà hãy ngân khố mà thiếu á là lên giá điện, lên giá xăng, lên cái gì cũng lên hết. Cái xã hội thời nay á nó đi ngược, upside down. Đó là lý do tại sao mà có một lần một vị rất là lớn về giáo huấn sư phụ, cha mình đó ngồi thiền nhắm mắt có mấy second thôi là dưới thế gian mình đó, cả mấy trăm năm đó, người quỷ đó, nó là lộng hành vậy, nó làm cho nhân loại khổ. Có một năm 10 năm trước mấy con thấy trong phim ảnh TV ở Việt Nam bắt cóc mấy đứa nít bán qua bên Trung Quốc đó, nó nhốt trong lòng, đúng là thịt của ông nít, máu của đứa nít, nó làm cho da dẻ tươi vậy. Cho nên mấy cái đảng viên Trung Cộng đó, là nó ăn thiệt đó. Ở đây Hollywood cũng vậy, đến movie star này nó có loại là red show đó, mang dây đỏ hả, máu của con nít là giống như steroid gì đó, giống như cái gì huyết gì đó, kiểu một vòng kiều cũng hay chích á. Trên mai có vụ 27 với 77 á, nó có thiệt á. Có lời chúc mày thì nó quỷ mà đâu có nhân từ, nó bắt cóc mấy đứa con nít Việt Nam mình đem bệnh nó bán. Rồi có một cái hình mà chụp ra được, có trù nó nhốt nít cũng giống như nhốt đám dịch vậy, con biết không? Con nào ấy móc ra, ở Mỹ này cũng vậy. Mình nói nhiều á, lên trên này đụng chạm, Mỹ nó cũng y như vậy. Ác dữ lắm, quỷ mà. Con người chỉ có khác nhau có một cái á, là cái thần hồn. Còn khi ra đường mà con đi vô một cái phi trường, hay vô một cái shopping mall, hay là vô Times Square của New York, con thấy ai cũng mặc đồ vest, mặt mày ngon lành, nó đẹp trai đẹp gái. Nhưng mà nếu mà con có kính chưa yêu mà con đeo giống như sư phụ, hoặc là cặp mắt mấy con mà tu mà đắc chứng mà nhìn thấy, bảo đảm đó, con vừa đi tới hàng đó con phải né. Là tại sao? Là vì nó là con quỷ, nhưng mà nó mặc áo vest bên ngoài người thường đâu có thấy. Thời nay là vậy, nhất là Thượng Hải và Bắc Kinh, con đi mà con có cặp nhãn thần mà con nhìn đi, bảo đảm con về con bị ám ảnh liền, không có dám bước ra đường. Đầu toàn là đầu thú mà, đầu chuột, đầu rắn, thằng nào cũng đẹp trai mà áo vét hết. Ở cái thời mạt pháp này, cha mở cổng cho quỷ dương đầu thai mà, để cho nó có cơ hội cuối cùng để mà ăn năn hối cải. Cha chỉ ngồi thiền có mấy giây thôi mà nó làm chúng ta khổ như thế này. Đó là lý do một vị lớn
lúc đó nói cho bộ nghe, cha không có nhẫn tâm nhìn chúng ta sống khổ nữa. Chúng sanh đã quá khổ bởi những cái ác này rồi. Nó có 5 cái ác đó. Còn những cái thằng mà trùm khăn khủng bố cũng là một cái ác, nó cũng là quỷ A-tô-la không. Nhưng mà ai làm gì làm, cuối cùng nó cũng nặc danh, nó mượn danh cha không. Thì hôm nay cha ra cái đạo thiên tâm để mà trừng trị, để mà cứu con của cha, và đưa cho Phụ xuống đây để nói lên những chuyện siêu nhiên, những sự thật, để cho mọi người tỉnh ngộ. Hôm nay mấy con tỉnh ngộ trước ngồi đây, nhưng mà sư phụ bảo đảm ở đây mình có 200-300 người đi. Mỗi một cái thế hệ trong gia đình mấy con sẽ có một cái lớp mới, rồi sanh sôi nảy nở. Mỗi năm 10 năm thì họ thiên càng ngày càng đông, hiểu được những cái gì sự thật, đường nào đường tránh, đường nào đường tà, rồi nó sẽ lan rộng ra. Trở về câu chuyện của Thiên Long Thổ mình mà bị cái thằng Tyson Green mặn hiếp á, cũng là như vậy. Nó cũng là một vị Bồ Tát đó con, mà sư phụ lỡ giận nó, cho nên sư phụ phải sám hối giùm cho nó, sám hối cho sư phụ. Ô Bồ Tát Tyson Green, mày làm cho tao khổ, để sau này cái cuốn chuyện nó ly kỳ hơn chút, để cho mấy ông Mỹ ở vùng này nó hoảng hồn. Mày tối ngày mày gặp tượng tao trong nhà thờ, mày lại mày xin tối ngày cho tôi bớt bệnh, tôi bị rau, tôi bị cholesterol, tôi bị đủ. Còn mày gặp tao á thì mày đi ăn hiếp tao. Thì sau này cuốn chuyện nó ly kỳ hơn. Đó là lý do tại sao mấy vị nói là cái duyên nó như vậy. Bất cứ sư phụ làm cái gì đều nó có cái lý do của nó. Thành cũng là cái lý do, bại cũng là một cái lý do tốt. Trên mạng truyền thông cũng vậy, người mà chửi sư phụ nhiều nhất thì người đó hôm nay tu còn giỏi hơn Yến, giỏi hơn mấy đứa con nữa. Nó chửi nhiều mà hôm nay nó biết là thiệt á, nó lại quảng hồn. Trong đó bảo đảm có mấy con ngồi đây đúng không? Đứa nào hôm nay sám hối giờ ta lên luôn đi. Quá trời đông. Trong đó có thằng nghe mình hồi xưa nữa hả ông con? Cười kìa. Cậu cái ông nội này lên đây nói 2-3 năm chán quá. Bởi là nó hiểu. Thì đó là lý do tại sao hồi xưa sư phụ lên mạng nói. Không sao, chửi đi con. Tất cả cho AK-47 cứ bắn hết bằng đạn đi. Sau này mấy con sẽ hiểu. Thì cái thằng khao đi này cũng vậy luôn á. Sau này nó sẽ hiểu. Đó là lý do cơ trời đi là vậy. Cái lâu lâu sư phụ mới ngồi buồn, sư phụ cũng ngồi than thở, sư phụ tâm sự nó diễn giống như sư phụ ngồi đang ngồi nói chuyện mấy con vậy. Hỏi qua hỏi lại, cái nói sao đời nào nó tự xuống trần cũng phải chịu khổ. Giờ ngài không chịu khổ làm sao mà dạy được họ. Nhờ ba cái linh của ngài mà hôm nay 3/4 địa cầu họ mới ăn hiền ở lành. Nếu không có qua ở hành tinh này á, nếu mà hồi xưa ngài mà không xuống chịu ba cái đinh đó, thì hôm nay á là cái hành tinh này cũng giống như zombie. Nó có những cái hành tinh ở xa xôi trong ba tam thiên đại thiên thế giới, nó có thật. Có những cái hành tinh á là không có Phật nào mà tới đó nói chuyện được, không có vị Bồ Tát nào tới đó mà cảm hóa họ được, cũng chẳng có vị thần nào đó luôn. Nó chỉ có A-tô-la với Sa-tăn thôi, rồi chiến đấu nhau, gặp nhau là từ xa xa thôi. Tại tụi nó cũng thần thông rồi bay nhảy rồi vũ khí rồi lợi hại mình, giống như tụi UFO rồi vậy đó. Là nó chạm nhau trước, gặp nhau là giết, gặp nhau là giết. Nó có một cái thành tinh mà một cái chiếc thân của sư phụ đang ở đó. Bởi vì nó cái tướng người cũng cỡ dài, cũng cỡ bự bằng cái building này vậy đó, tướng sư phụ á. Mà không phải mặt người giống như vậy, mà chỗ đó không có nước, mà cái nước của họ đó là nó màu hồng nha, mà nó sạch sạch, nó không có chìm. Rồi cái sư phụ mới hỏi mấy vị thái tử qua bên đó làm gì. Trời ơi, ngày qua đó ngày làm ngày can gián tụi nó, ngày cũng khuyên dỗ tụi nó, ngày đi một cái nhiệm vụ ở đâu cũng đều là giống giống như vậy hết.
Thì nhờ vụ chiếc thân đi trong tam thiên đệ thiên thế giới phẩm 10 đang hiện tại luôn á, đang active luôn. Rồi cái hữu mới hỏi mấy vị, vị chết hay cái chiếc thân nào mà đang quan trọng nhất trong cái thời nay? Cái chiếc thân này, đó là tại sao cha với mẹ ngày đêm kèm để dạy dỗ, là vì cái chiếc thân này dạy ra được cái đạo. Còn những chiếc thân kia là cũng giống như một cái trip nhỏ đi can gián, rồi đi làm vua hay là làm tứ để mà bình trị một cái lãnh thổ, đại khái vậy thôi, nó không phải là chuyện lớn. Cái thường mới nói, ủa vậy trên cái thế giới này nó cũng có rất là nhiều đạo mà. Đúng, rất là nhiều đạo, nhưng mà không đạo nào cũng là thờ Thượng Đế cha hết. Nhưng họ không có học Phật. Tại vì Phật rất là khó, nó phải ai cũng muốn thành Phật, ai cũng mà ngồi thiền được đâu. Bây giờ con không tin đó, con kêu mấy thằng hai thách mà nó ngồi thiền, nó đâu có ngồi được 5 phút thôi là nó nhảy bứng lên liền á. Nó ngồi bắt đầu nó tịnh tịnh cái là nó nhớ đến cái chuyện gì nó chưa làm xong, cộng dây điện nó chưa hàn thôi là nó bưng lên vậy cười. Thì nó đang làm điện tử thì cũng nói điện tử, đúng không? Rồi cái đưa cho cái bà một người làm về địa ốc đang ngồi thiền, chết cha tu anh gọi bà này cái mối này, mối lớn đang tìm mua nhà, ngồi dựng lên liền đó con. Không phải là dễ ngồi thiền 5 phút đâu, khó lắm đúng không? Gọi bà chủ neo vừa ngồi xong, trời ơi bữa nay tôi quên cái bà khách quý của tôi phải đi gọi bà liền đó. Nó có mấy cái chuyện đó, cái ta ngồi thiền là có phước mới ngồi được, chứ không phải ai cũng muốn ngồi là ngồi. Trời ơi, làm tổng thống thì dễ, làm tổng thống Mỹ dễ, con đẻ Mỹ con làm ấn cử làm tổng thống. Nhưng mà làm Phật á khó, làm tổng thống gấp triệu lần đó con, mà nó khó hơn gấp triệu lần nhưng mà lại dễ hơn gấp tỷ lần. Tại sao dễ? Nhưng mà không có chỉ đường khó, nhưng mà không chỉ đường dễ. Đường dễ là cầm cuốn kinh ngã cái đầu xuống. Tại cái đầu chúng ta rất là cứng, nó có 7 khớp xương đây nè, 7 cái sụm sáo không à, chỉ cần gật gật xuống chút là thành Phật. Có nhiều người không có chịu gục xuống á, cái đó là bỏ tay. Cho nên ở đây lâu lâu có những người mang chồng tới, mang em rồi tới, nhưng mà chú hộ thấy chưa đủ duyên á, thì hộ chưa dám nhận. Để nhận rồi á không có hiểu gì hết, rồi đi ra đường á, rồi tôi là đại tử kiệt kiệt cũng có dễ chán tôi, nhưng mà nói về kinh điển không biết, thì cái người đó vô tình bị mất phước, sẽ làm cho những cái người kia coi thường người đó. Coi thường người đó có nghĩa là coi thường cha đó, coi thường sư phụ là chuyện nhỏ. Cái thế gian này sư phụ đã bị sỉ nhục, đã bị xã hội ruồng bỏ lâu rồi, tám bề thọ địch mà. Cả mấy đêm bữa nay tới đây đông, xưa nó cũng ruồng bỏ sư phụ, bữa nay nó hiểu rồi. Không biết nó hiểu là thấy mấy con đông mà nó chạy theo hay là nó hiểu thì cũng không biết, nhưng mà cũng không sao. Có cũng hơn không. Tới sư phụ là chỉ cười thôi, tôi cũng đâu có trách móc tụi nó đâu, nó ngồi trong đó. Đó tánh cho hồn vậy. Những năm đầu khổ lắm. Ông giàu, ông điên rồi. Ông là anh tôi mà. Ông không muốn cho tôi tiền nữa, nói thẳng đi. Kêu kịp. Chửi cho hồn. Tại chủ đó, tớ lần nói xin, cho tôi 200 ngàn tôi đi mở tiệm ly cơ này nọ. Trời ơi, mình tôi đạo Phật mà đâu có hiển rảnh mà cho tụi mày tiền đi mở ly cơ. Tại cái luật của mình là không có được tặng ai rượu nghe con. Người ta xỉn, người ta đụng xe bị cảnh sát bắt, mà mình có tội. Nó tiền này tiền của cha tao. Cha hả? Cha chết rồi mà. Ngô ăn sớt chết rồi, ông tao mọc chết rồi. Không phải cha kia kìa. Mày xạo. Làm gì có cha đó. Mày không muốn cho tiền thì nó đại đi, mày đập đổi thừa tiền của cha. Mà bây giờ mấy con hiểu rồi đó. Tiền của cha không á. Cha muốn cho thù bao nhiêu là thù có bao nhiêu. Còn cha chỉ cho vừa đủ để mà cho có một chút xíu gọi là hy sinh, thì nó mới tạo công đức. Cũng giống như cái tâm huyết hồi nãy cái đệ tử Thiên Vi á,
mà khắc cái miếng gỗ đó, nó ngồi nó khắc là tâm huyết con thấy không. Còn mua mà để trên cái máy CNC mấy cái laser nó cắt thì dễ rồi, nó vô nó quẹt quẹt cái là 5 phút. Tại nãy nghe đệ tử là nó bằng tay cho mới quản hồn á, nó khác hơn nhiều con hiểu không. Tại khi bằng tay cái trí với cái tay của mình, cái trí tuệ với cái năng khiếu nó dồn vô cái đó nó mới có giá trị. Cái gì mà dễ quá nó không có lâu bền. Con có bao giờ thấy á, cà theo hay là Chapo hay là những cái nhà buôn bán ấp thiện mà nó xây nhà thờ hay xây thư viện mà để lưu truyền, chỉ cái nhà thờ thư viện lưu truyền nhiều nghìn năm đúng không, nó có làm được vậy không? Tiền ma quỷ không có làm cái chuyện đó được. Bây giờ ngược lại con thấy Ba Vàng Tam Trúc Việt Nam họ xây đẩy bển lộng lẫy luôn, có khách sạn rồi, có giống như họ chỉ dùng, họ chỉ mượn Phật để mà làm tiền. Làm gì chùa mà có khách sạn cho nó làm gì đó. Khách sạn để ngoài khu công viên chùa đi. Tại vì cuối cùng rồi họ cũng tìm được một cái chân lý, nhưng mà tìm có nửa chân lý thôi. Đó là khi chúng ta bị nhiều áp lực quá, sắp sửa củi xanh vô lò của Bác Trọng, cho nên chúng ta khủng hoảng. Khủng hoảng là kiếm ai để cứu, kiếm Phật cứu. Mà kiếm cũng không biết kiếm cho đúng chỗ, đi vô Ba Vàng Tam Trúc mấy cái chỗ mà sang trọng. Tại vì đâu có đi tìm lên rừng lên núi đâu, mấy ông sao lội bộ nổi núi rừng để tìm những gì chánh sư, đâu phải dễ. Cho nên một đống chùa Việt Nam xây ra là để vậy. Chúng ta có linh hồn, chúng ta bắt buộc phải hiểu là cái hồn là bất tử. Chúng ta có hai thân người, cái thân người đang nói chuyện và cái thân người đang ăn, đang ngủ, đang nghỉ, đang đòi hỏi đủ thứ thì chỉ là giả tạm. Còn cái thân thật sự đó là cái chân linh của chúng ta, là cái đó là nó thu nhặt hết tất cả những dữ kiện từ lúc mới sanh cho tới ngày chúng ta già 99 tuổi mà sắp gần đất xa trời, điều vào một cái memory gọi là cái A lại và thức. Nó cũng giống như cái điện thoại của con vậy đó. Bây giờ con nghĩ cái camera nó quan trọng hay là cái CPU trong đó quan trọng, cái SIM á. Cái SIM quan trọng đúng không? À nó thâu hết, cứ chụp đi. Còn cái camera, cái máy điện thoại iPhone 5 con có thể upgrade lên, nhưng mà con lấy cái SIM con về đi. Thì cái lại giải thích chúng ta y như cái SIM trên điện thoại. Nó đi từ iPhone 1 cho tới iPhone 15. Còn cái xác của cái iPhone 1 bây giờ mà con đâu có xài được, y chang vậy luôn. Thì cái hồn chúng ta cũng là vậy. Vậy cái nào quan trọng? Chạy theo cái điện thoại là chạy là những cái dự kiện mà chúng ta để vô. Đó là cái sự thí dụ đơn giản để cho thực tế, để cho mình hiểu. Bớt chạy theo cái điện thoại đi, chạy theo con SIM. Tức là mình chụp cái hình hay là mình làm cái gì á cho nó đúng cái đó. Cũng cái điện thoại, cũng con SIM, cũng cùng một người trong gia đình mình, cũng cùng cha cùng mẹ sanh ra, cùng máu huyết DNA thử giống nhau, anh mình em mình. Nhưng mà ngược lại, cái điện thoại, cái SIM nó toàn là mấy cái hình ảnh tầm bậy tầm bạ trong đó, dở ra là quảng hồn. Còn những cái hình ảnh của mình dở ra hình Phật, hình cha, hình mẹ, kinh điển không, thấy đâu cũng không khe, ai mở ra càng tốt. Mày giả bộ mở đi, mày thấy kinh Phật cái đồ mày hiếu kỳ, tao không có gì hình ảnh bậy bạ trong đó. Khác nhau ở chỗ đó, cũng cùng cái điện thoại thôi. Đó là lý do tại sao thù có nhiều giới bạn lắm. Giới bạn tông thì ngồi nói chuyện tông, còn cái giới bạn đại gia cũng giống như Julie Sandwich hay là tỷ phú Hà Lý hay là mấy người đại gia đây thù quen hết, ngồi lại mở hình ra. Hey, bữa nay tao bảo trợ nhỏ ca sĩ local nè, tại nó là ca sĩ không có muốn đi làm mặc cỡ, mỗi tháng ta cho nó 3,000, vậy nhí tao nè, coi được không, khen vậy đó, khoe không à. Mấy người đại giá đây là chiếc mông ngồi lại lấy điện thoại ra là hình gái không à, trời ơi, thấy tức cười. Ô
Ô nhỏ này áo cũ của bạn tôi mà, sao giờ anh mặc gì? Đâu sao đâu mày, lâu lâu tao mới gặp nó một lần. Anh này nó có cái tầng lớp đó. Rồi lâu lâu cái mở buổi tiệc ăn tối, cái mấy bà vợ già của mấy ông đại gia đó cũng đi hẹn ngày ăn thường thường hai ba tuần, cứ đi may áo dài giống hệt với nhau lên chụp mấy bao hình, mà đâu có ai coi đâu, cũng bỏ lên Facebook hề này nọ trong cái giới của họ đó, đâu có được nhau hết. Con bữa nay đứa nào lên đây là cả thế giới coi đó, họ cũng đều khi người có tiền có danh vọng họ tìm với nhau, tìm cùng một sở thích với nhau, ngu tầm ngu, mã tầm mã, cuối cùng rồi á là tám bề thôi. Những ngày đầu sư phụ vô chùa này tu á khổ lắm, chùa có chiếc OV hiện giờ đậu Thiên Long Thổ, thì sư phụ đậu phía sau cái Rolling Door đó đó. Ban ngày sư phụ vô đây tu tập, ban đêm sư phụ ra OV ngủ, chiều chiều á má của mấy gái thôi và xách chiếc xe mặt xe đi á, ba đậu trước ba chửi: ông đóng cái cửa chùa này ông trả biểu đình của tôi lại á, tôi ly dị với ông. Trời ơi, ngày nào bà cũng qua bà chửi bà hành hạ mấy bạn đạo cho phụ, bà hành hạ mấy ông thầy bà năn nỉ. Trời ơi, có 5-7 cái biểu đình thì hy sinh cái biểu đình này đâu có sao, không cũng là tiền của tôi mà, trong khi bà đâu có làm gì đâu không. Tiền vô tạo phải không, bà tối ngày cứ mua một đống LV chất đầy tủ, mua rồi cũng không bao giờ xài nữa, một đống giày xịn, chưa bao giờ ở căn nhà mà gọi là second hand đó, mua nhà brand new không, từ đây tới Florida tới Hawaii. Lúc sư phụ chia tay ở Florida có một căn, Hawaii 2-3 căn cho hết, mà bây giờ nãy sư phụ cũng phải lì xì một cái coin đưa cho gái. Con về con lì xì cho mẹ nha, tiền này lắc thì coi á, sẽ không bao giờ đói. Từ ngày mà chia tay đến giờ là không bao giờ ở đi làm, nhưng mà lấy tiền của trời Phật mà cho chàng hết 6-7 triệu bạc. Làm gì cũng không có thành công mà. Ở đây nhiều người biết mà, hỏi đi. Cho nên cái đồng tiền á, nó cũng có cái chánh nghĩa của nó. Còn trong khi sư phụ muốn bỏ hết đi tu, cái lúc đó là ngày sư phụ nhớ là sư phụ canh cái thằng con 18 tuổi nó ra trường Bellarmin đó, là sư phụ đi tu, là bà sư tỷ sư cô hành trì chùa bên dưới này nè, gần đây nè, sư phụ nói tên cho ta biết luôn, hỏi bả thì có không, để ngày mai đệ sẽ xuất gia, đệ sẽ cạo tóc. Cái nguyên cái tầng đó ở đây một đống quần áo tới bây giờ sư phụ còn để trong cái closet đó, tập cho phụ quấn mấy cái y khó lắm mà, quấn rồi kẹp thấy vậy mà phải dạy hoài mà thôi, sư phụ không có thuộc, tại cái đầu óc lúc đó nghĩ ngày mai mình không còn tóc nữa rồi, nó lạnh rồi sao ta. Mình cứ tưởng tượng trước vậy đó. Tại vì mấy thầy lên vàng hết rồi, cả mấy ông ở tiểu bang xa gom về chùa này hết rồi, chuẩn bị quá không. Rồi quần áo thiệt của sư phụ, đồ vét, đồ gì á, điệu polo hiệu gì á, là 3 chiếc xe truck phụ cho mấy đứa chở đi hết, giày rồi cho hết, tức là dây nịt cái gì cũng cho hết, không còn đồ thường nữa. Rồi cái bà tới bây giờ ngày nào cũng dạy tới còn có 2-3 ngày, mà lỡ bà nói con câu mà cái sư phụ tỉnh lại liền, con gió ngại tạt lên nước lạnh cho mặt mình. Ngày mai để sẽ thành một người khác, không có giống như bữa nay. Nhiều người sẽ lại để, sẽ xá để, rồi để sẽ nổi tiếng, nhiều người biết. Thế mình mới giật mình, trời đất, tôi đi tu chứ tôi đâu muốn mấy cái đó. Thì ra mình mới biết được á, là những người đi tu chỉ vì cái đó, để muốn thành một người khác. Ở trong khi cái mình mới nói là em á là tỷ phú, ở đây em có biết bao nhiêu nhân viên, em chơi với mấy thằng tỷ phú mà Mỹ chứ không phải Việt Nam, tại cái nghề của hộ nghề Mỹ em cũng nổi tiếng gì tỷ, em cần gì nổi tiếng.
Còn hiện giờ là em cũng có rất là nhiều người cung phụng em rồi, em đâu cần cái đó nữa. Cái bà bắt đầu bà nín nín không? Rồi cái ngày mai á, bắt đầu cái lúc đó và mấy hòa thượng lớn chứ không có nói tên này, trong đó có cái gì mà tịch đó. Bữa mà làm lễ quán rảnh đó, mấy còn có COVID đó, ngày mới nói rồi. Ngày lớn nhất của giáo hội ở đây, hòa thượng trên tất cả hòa thượng, hòa thượng Thích đó, ngày mới nói hồi xưa Phật cũng có những đệ tử tại gia cũng như ngài cấp cô độc. Tại sư phụ là có biệt danh là cấp cô độc, bao nhiêu tiền thì cho hết, gì cũng cho hết, Rolex thì cho hết, mấy này là mua sao nha, cho nên năm 2007 là sạch bách, cho lắm để dành mười mấy năm làm chủ mà, chứ thứ gì mà không có. Cái hòa thượng mới nói thì cấp cô độc đến ngày mà tạ thế chết cũng thành Phật, tại vì một vị Phật ở ngoài đời để mà hộ pháp nó phải có, nó phải đi song song, cũng như chén với đũa vậy đó. Mấy thầy cũng cần có tịnh tài để mà sinh hoạt, nhưng mà không phải như kiểu mấy thầy thời nay lạnh dũng, có hiểu không? Thầy cũng cần có những Phật tử như sư phụ, kiếp một trên một triệu người ở Mỹ mà đâu có ai giống kiểu sư phụ đâu, hộ pháp hết mình mà, không có thầy nào mà không có hưởng lộc của sư phụ hết. Chùa nó thật luôn á, thầy nào dù cũng quen hết. Cho nên mấy con thấy mấy cái hình đó, có ai mà được 700-800 không, về trên núi chụp cái hình kỳ đó. Nhưng mà về phu vô vi á, mấy gì giải thích con sau này á, sẽ độ được những người đó, họ có duyên với con. Thì cộng lại câu chuyện của bà tỷ bà nói, cộng lại với mấy ông thầy cứ nói ra không à, không có ông nào mà muốn cho phụ cạo đầu hết. Rồi cái sau đó cái đến đức thầy mình mới xuất hiện, tức là đức mình của sổ á, ngài mới nói con á với mẹ nè, mẹ về á, con á là còn nghiệp trần chưa có trả dứt, sau này đi con trả nghiệp trần đi, con về con lo cho bá thánh an cư lạc nghiệp đi, rồi lúc đó con muốn sao cha mẹ cho. Lúc đó sư phụ không có tin về vô vi, tại mấy vị về là chạy cơ với thiền định, mà thiền định thì mấy vị cũng, mấy vị hòa thượng lớn là thiền định là đâu có phải là ma quỷ giả đâu, con hiểu không? Hòa thượng nói siêu, hòa thượng thắng quan, mấy vị lớn không à, cũng ngồi tiếp xúc với cha mẹ thời đó, thì mấy vị cũng về nói chuyện vậy đó. Khuyên sư phụ, con là thiên tử, sau này cứu độ muôn trùng chúng sanh, con ích kỷ, con vô con ngồi một chỗ, con có nguyện lực xuống đây, bây giờ con quên rồi. Thế là con đâu có nguyện gì, bây giờ con thích đi tu. Tại vì cái lại cái thích mình nó khiến mình đi cái đường hiền đó, coi không? Mình dùng cái chữ đi cái đường hiền, nó có đường trắng, đường đen, đường xa lộ, đường gập ghềnh vậy đó. Thì tự nhiên đúng ngày đúng giờ cái đầu của mình đó, nó không có làm chuyện gì khác được ngoài cái chuyện mỏ với kinh thôi, với thiền thôi. Lúc đó từ từ mới về những tháng đầu mới gì cũng mệt với sư phụ đó, cứ nói chuyện với sư phụ hoài cũng không có tin. Không tin thì bị bệnh, trời sư phụ bệnh chết lên chết xuống rồi. Rồi từ từ rồi cái mấy vị mới nói những cái, tại sư phụ phải phân tích theo giống như phòng lab vậy đó. Con lần mẹ nói, con nhớ đi, hồi lúc con 15 tuổi, con có bị người ta đánh xém chết đúng không? Mẹ là người cứu con, mẹ là người lấy cái áo khoác của mẹ, lấy áo khoác phủ lên người con để cho con bảo toàn cái xác phạm. Mình mới nhớ, có không ta? À, sư phụ nhớ lúc mới ở Mỹ, sư phụ hay thích đi ba te, sư phụ đi ba te hay lắm, đi ve được nó. Mới ở Mỹ nít mà chạy vòng trong cái khu mà Monte Carlo mà ở đường Story với Mark Publin á, quẹo trái vô cái đường Willow hay gì đó thù nhớ,
thì nó có khu gọi low income, người nghèo không à. Thì vừa ở trong đó thì nó có lớn khu đó cũng 300-400 gia đình đó, có nghìn gia đình đó. Chạy vòng vòng mà nó có bên Mỹ, bên Việt Nam. Hồi bữa đó đi vào tèn sao mà lọt vô khu Mỹ. Ủa nó trận nó dí cái chục thằng. Nó đá vô họng, học máu, chảy máu cam, chảy máu mũi. Mà mình mang te đâu có chạy được nữa. Nó quýnh mình té rồi. Cứ bò, cứ lết là vừa lết là té, vừa lết là té. Cứ gõ cửa để mà chạy nó quýnh hội đồng. Rồi cái gõ hoài, gõ hai ba nhà không ai mở hết. Thì có cái nhà bà Việt Nam bà làm sao á. Bà mở cái thụ chui vô. Chui vô thì cái bà đóng cửa lại. Thì hù được cứu. Rồi kỳ đó chém chết. Tại xưa Mễ nó giết người mình á. Nó không có camera, thời đó không có camera. Nó cũng chẳng có DNA nữa. Thế mà có và nhân chứng, vật chứng thì mới bắt. Còn chứ hồi xưa tội phạm nó giết người mình đi bỏ báo dùng thùng rác là chuyện thường đó. Thời đó khoảng năm 80-81, mẹ em nói lúc đó con chết rồi đó. Bị lâu cái chùa mới giật mình hết chỗ. Sao không biết được hay vậy ta. Chuyện này ít ai biết lắm mà. Chỉ có vài người trong nhà biết thôi. Rồi cái sao cái mẹ nói thêm nữa. Lúc con đi vượt biên lên trên biển, tàu bị hư máy. Con khấn ai? Con khấn Phật. Đang bảo cấp 7, cấp 8, tàu sắp chìm. Tự nhiên con nhìn lên trời, con thấy một cái luồng sáng. Và sáng lại là không còn bão nữa. Cũng là mẹ cứu. Cái đó mình mới nói, cái cuối cùng mới gì mới nói. Những cái gì con phải tin đi, đều có lợi cho con và có lợi cho chúng sanh, cho quần chúng. Không có phải như mê tín hay ma quỷ nhập đồng, mà có lợi cho họ là tiền với buồn ngãi, con hiểu không? Thì từ đó rồi mới suy luận ra tất cả những gì mấy vị dạy và mấy vị làm đều có lợi cho phụ. Từ một người bình thường cho tới ngày hôm nay. Rồi lúc đó sau đó, cái phụ lúc là độc thân nha. Khi ly dị đợt đầu rồi, phụ là single man. Pretty like a book. Cái phụ đạo chứ OB đó đó. Thật sự phụ biết phụ mẫu lâu rồi. Chiều cái bà biết phụ hay ngồi nhìn ra cửa bi cái ba lạng cái xe đó. Không có dám vô đây. Nó lạng rồi đó, họ bảo đi. Thấy xe bảo phụ biết chiếc hình như Acura màu trắng đó. Lặng lặng vậy. Thời gian đó thì sống gần với thầy mà nhờ như vậy mà tới ngày hôm nay thầy biết được hết tất cả kinh điển. Nó biết hết thì hơi không đúng, nhưng mà biết những cái đại cương, những cái core, những cái điểm chính. Nhưng mà thầy biết là tam đại tạng kinh, thí dụ mình cần tìm hiểu cái gì cũng như từ điển, mình biết là từ điển vậy đó, thì thầy biết hết. Thí dụ mình nói thành Kusma là cái gì, cõi Bồ Đề là gì, Sa La là gì, rồi Ngạ Nan là ai, đại khái là mình lật ra là nó có nguyên cái đó. Có những người không có biết lật nha. Sau này thì mình mới biết. Cả mấy vị hòa thượng hay mấy thầy mà muốn lên giảng pháp, mấy ông phải ngồi phải soạn bài 3 ngày hết không. Chứ mấy ông đâu phải tu cả đời là biết. Còn sư phụ chỉ nói trong cái trí nhớ thoáng thoáng thôi. Có bao giờ thì mình soạn gì đâu. Mấy vị bây giờ mới nói, trời thằng này sao mà ngộ ta. Mà nói chuyện không có soạn gì hết, mà nói 5-6 tiếng mà không tiếng vậy. Đâu biết đâu. Có một cái thù rất là thông minh, từ nhỏ tới lớn học cái gì nhớ cái đó. Thì qua những cái lần đó, cái lúc đó Đức Thầy mới nói, sau này con sẽ cứu muôn trùng chúng sanh. Chứ con không có thể vô ngồi một chỗ chỉ cứu cho bản thân không. Con đã là một vị gì rồi. Mà lúc đó mấy vị chưa có nói sư phụ là cái thai hồ gì. Gần đây mấy vị mới nói sư phụ là một vị Bồ Tát sống của thế gian gọi. Nhưng mà ngoài Bồ Tát có hai muôn trùng Bồ Tát. Nhưng mà Bồ Tát là con của Thượng Đế là khác nữa. PhD ở ngoài đó có cả ngàn người PhD. Nhưng mà PhD mà con của ông Trump là khác nha. Có cái potential làm tổng thống à. Còn phía đi mà con của
của dân chơi hay là con của người này người nọ là khác. Thì đó là những câu chuyện những cái năm đầu. Đến ngày hôm nay sau này thì những cái đường, những cái cửa bắt đầu mở ra. Thì tự nhiên cái Thiên Long Sơn, cái con của cháu của Đỗ Mười giàu quá, dư tiền qua Mỹ mua đất, mà mỗi lần lên cái vị Sơn Thần giả ma hù cũng chạy xuống. Lúc mà ông bán cái vụ kiệt hơi, em là người tâm linh, chỗ này nó linh lắm, lần nào mà anh lên anh tưới cũng là tưới mấy chỗ nhà Bùi Trúc. Hồi xưa ông chỉ có cái nhà Bùi Trúc thôi, là cái office của ông, mà ra mấy kia là không có xài được. Mỗi lần lên nghe tiếng người, tiếng động, mấy vị làm đủ kiểu để cho ông sợ. Ôi, núi này linh lắm, mỗi lần anh lên là đều có chuyện lạ hết. Xe anh bị xẹp bánh rồi, bao nhiêu chuyện xảy ra, rồi anh nghe được cái này, anh thấy được cái kia. Đại, vậy tôi không có thích núi, tại vì tôi có nhiều building rồi. Tôi lấy cái núi này làm gì? Nhưng mà ông cứ năn nỉ hoài. Đại khái tóm tắt lại là mấy ông sau này sư phụ hỏi mấy vị, tôi hù để cho nó bán. Cũng là mánh môn á. Nhưng mà mình bây giờ mình nói cái núi Thiên Long Sơn, đây là đất tìm chủ. Thì cái núi của mình thì cũng có tà làm chủ. Lúc đầu giữ núi, đến ngày thiên tử ra đời lập đạo thì tà đưa thắng trắng. Cho nên cái câu cuối cùng hôm nay mình nói cốt chuyện hôm nay để trả lại sân khấu cho mấy vị là cuối cùng của cuộc phim này, final của cái final là tà lúc nào cũng không bao giờ thắng trắng. Chúng ta sẽ trở về Thiên Long Sơn ăn những cái Tết vui lợi như ngày xưa. Tại vì mình ăn cái Tết trên đó, mình chụp hình để vòng vòng. Ở đây thì cũng tạm ok đúng không? Nhưng mà hôm nay mấy vị cho mình một cái bài học là để cho tụi tà nó làm gãy cái cây nêu của sư phụ đi. Sau này á, dân ở vùng này á, người ta bắt đầu mà ta mới khiển trách lợi cho cái đám này. Mấy vị đã từng nói cái Thiên Long Sơn sau này á, nó sẽ như cái thành phố mà. Mình đừng có nản, mấy con đừng có buồn. Hôm nay mình ăn Tết đây nhịn nhục nó đi. Nhưng mà những năm về sau, sau này cái trứng rồng mà nở rồi á, mấy con sẽ hiểu. Cái câu cuối cùng cha đã từng nhắn cho sư phụ nói lại với mấy đứa đệ tử họ Thiên: phải giữ vững lòng tin và phải nhẫn nại tu tập trong lúc thời kỳ chót này, tận thế này. Chỉ có ngồi thiền đọc kinh và giữ vững lòng tin thôi, ngoài ra không có cái gì quan trọng bằng cái đó. Còn lời mẹ hồi sáng nhắn lại cho phụ nói lại với mấy đứa họ Thiên là: mẹ chúc tất cả các đệ tử của con, tức là nói với phụ á, họ Thiên, mẹ cũng dùng chữ họ Thiên nha, một năm mới đầy phước lộc. Đó là lời của một vị Phật chúc cho mấy đứa con, chứ không phải lời của người phàm. Ok, trả lời sân khấu cho ban ca nhạc, chứ nó hoại, nó hết thời gian của ban ca nhạc.